ơi, bao giờ mình mới được về thăm ngoại ạ? Để hôm nào bố rảnh xong rồi, bố đưa ba mẹ con mình về nhá. Bố thì bao giờ mới rảnh được hả mẹ? Thì dạo này bố cũng bận mà. Con thư thư cho bố mấy hôm nữa, xong rồi mình về thăm ngoại nhá. Cứ mở mồm ra là nhà ngoại, nhà ngoại. Nếu cảm thấy ở cái nhà này bức bối, vất vả, khó chịu quá thì dọn hẳn về bên đấy mà ở. Mẹ, tại con bé bảo là con bé nhớ ngoại mà. Với cả con cũng tính là mấy hôm nữa anh Minh rảnh, rồi mẹ con về để thăm ngoại. Chứ từ lúc con đẻ đến bây giờ ngoại ốm con cũng có về được đâu ạ. Tính cách cô thế nào tôi còn lạ. Đúng là bà ngoại muôn năm. Bà ngoại muôn năm là sao hả nội? Là đẻ toán con gái ấy, định muốn thành bà nội chắc. Nhưng nếu không có bà ngoại con sinh ra mẹ con thì sao mẹ con trở thành con của bà nội được ạ? Một cái con bé này nứt mắt ra đã trả treo với bà thế à? Đúng là mẹ nào con đấy, không thể nói chuyện mẹ con với cô được. Lần sau ấy con không muốn nói như thế với bà nội nghe chưa? Bà không thích đâu. Tại bà cứ thích ăn hiếp mẹ. Thôi con vào gọi bố ra ăn sáng đi, mẹ lên xem em như thế nào nhá. Tối đến nơi rồi mà không cơm nước gì à? Định để tôi chết đói chắc? Từ chiều giờ con bé khóc quá, nó vừa mới ngủ thôi ạ. Thôi, để con vào chuẩn bị luôn. Úi dồi ôi, làm cái gì nó mùi khét lẹt thế hả? Úi dồi ôi, làm sao thế? Nãy con nấu ăn mà con bé khóc quá, thế là con vào con dỗ. Mà dỗ mãi không được, con quên mất là đang nấu trong kia, thế là cháy mất ạ. Vào bê lên thì làm rơi mất, trong kia khói quá nên là con với bé An chạy ra đây. Ui giời ơi, nấu có bữa cơm cũng không xong thì con làm được cái gì nữa, đúng là vô tích sự. Con xin lỗi, để con vào con chuẩn bị món khác ạ. Thôi, không cần. Tôi bây giờ tôi sang nhà thằng Bắc ăn tạm. Đợi cô nấu có mà tôi chết đói à? Mà cô vào cô soi gương, cô xem lại cái bản thân mình đi. Vừa xấu lại vừa vô tích sự như cô ấy, không thể chịu nổi. Trời ơi, sao mà khóc lắm thế? Khóc mà thành cháu đứt tôi thì đã khóc nhá. Nhà đốt gì mà khét vậy em? Em sơ ý làm cháy mất nồi thức ăn. Mẹ giận, con nhà chú Bắc ăn rồi. Thôi được rồi, không sao. Thì bố đưa cả nhà mình đi ăn nhá. Lâu lắm không đi chơi rồi đấy. Đi chơi, hoan hồ bố được đi chơi rồi. Con có cái này tặng mẹ. Con có cái tặng cho mẹ đấy. Ten ten. Bà cứ chê mẹ xấu xí, con vẫn thấy mẹ đẹp nhất. Thì con là cái này là mẹ đẹp lên á. Đúng rồi, mẹ dùng theo hướng dẫn, nhất định mẹ sẽ là người đẹp nhất để bà nuôi không cần phải khó chịu với mẹ nữa. Nhưng mà ai dụ dỗ con đúng không? Con lấy cái này đâu đây? Mẹ của bạn con dùng loại này, con dùng tiền tiết kiệm của con, nhờ mẹ bạn ấy mua giúp để tặng mẹ. Thật á? Thật, mẹ bạn ấy cũng vừa sinh em bé giống mẹ, nhưng da mẹ bạn ấy đẹp lắm vì sau khi dùng cái này mẹ bạn ấy sinh lên, da mẹ bạn ấy còn không có mấy cái đốm đốm. Con muốn mẹ thật xinh đẹp. Trời ơi, con gái của mẹ biết lo cho mẹ rồi. Con tin phụ nữ sinh ra là để hạnh phúc, mẹ cũng phải thật hạnh phúc. Này, con học đâu ra mấy cái từ này đấy hả? Vợ. Anh đang định tạo bất ngờ cho em, nhưng có vẻ chậm một bước rồi. Không biết là ai nhanh tay hơn anh ấy nhở? Anh là con gái cưng của anh ấy. Là con gái sao? Sao trùng hợp vậy? Mà chuyện lớn thế này mà không nói với bố? Con đâu biết bố cũng định tặng mẹ cái này. Bình thường bố bận lắm luôn. Thế này nhá, lần sau ấy muốn mua gì tặng mẹ thì cứ thông qua bố, bố sẽ đầu tư vốn, không cần phải suy nghĩ luôn. Thật á? Thật. Cảm ơn hai bố con nhá.
Mẹ ơi, con xin phép mẹ con ra ngoài một lát, rồi mẹ trông cháu hộ con được không ạ? Cháu đang ngủ trong phòng ạ. Thế cô đi đâu làm gì mà ăn mặc đẹp thế? Thì con đi việc thôi. Không mới việc. Thế việc quan trọng hơn hay con quan trọng hơn hả? Mà con cô nó ngoan lắm ý. Nó khóc làm tôi nhức hết cả đầu như xé vải. Tôi không trông được đâu. Thì cháu đang ngủ, con ra ngoài một tí nên là mẹ chịu khó trông cháu hộ con một lát được không ạ? Vợ con ra ngoài cũng là đi kiếm tiền. Mẹ trông cháu một lát thì đã sao? Dù gì bé cũng là cháu của mẹ cơ mà. Tôi đã nói rồi, tôi không trông hộ đâu. Tôi mệt lắm. Tí nữa tôi sang nhà thằng Bắc ấy để cho thoát cái thân già này. Nhà đang có việc, mẹ đã bảo sang nhà chú Bắc. Nếu bên nhà chú ấy lo cho mẹ tốt hơn ấy thì mẹ sang bên đấy mà ở luôn đi. Thì anh, tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có hốt nhá. Tôi nói luôn với anh chị là tôi sẽ sang luôn nhà thằng Bắc. Dù gì thì nó cũng sinh cho tôi một thằng cháu trai, thằng đích tôn, chứ không như anh chị đâu, chỉ biết ăn mà không biết đẻ. Mẹ nói thế thì bọn con không muốn giữ mẹ làm gì nữa. Dù gì ấy, thì về già tôi cũng được thằng cháu trai, thằng đích tôn nó rót cho chén nước. Còn đây á, đẻ ra một lũ vịt rời, mọc đủ lông đủ cánh nó bay đi, phí cơm phí gạo. Từ mai sẽ thuê người giúp việc, mẹ muốn ở đâu thì mẹ ở. Còn em đi làm việc của mình đi. Từ mai anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa đâu. Em làm trước đi, anh ở nhà trông con. Nhưng mà công ty đang ít việc, anh đi sau một lát cũng không sao nhá. Thế anh chịu khó nhá, em đi trước đây. Này, bố vừa nghe thấy ai nói xấu bố ấy nhỉ? Anh nhỉ, ai nói xấu bố mẹ nhỉ? Dám nói xấu bố này. Nhưng em bé là con gái giống mẹ mới xinh đẹp chú. Cũng đúng, nhất định là phải giống mẹ rồi. Hôm nay cô giúp việc nghỉ, không biết là ai đến chơi ấy nhỉ? Để nghe xem. Ơ, mẹ đến chơi nhà hả? Bé An, chào ba đi. Bà nội mới sang hả? Mẹ muốn sang đây chơi với các cháu. Mấy tháng vừa qua mẹ sang nhà chú Bắc. Chắc là gia đình chú ấy chăm mẹ tốt lắm đấy nhỉ? Bé An, bà lấy cho bà cốc nước nha con. Các cháu vẫn khỏe chứ con? Vâng ạ, dạo này có cô giúp việc này cũng khỏe lắm mẹ. Mẹ ở với nhà chú Bắc, có tốt không ạ? Em còn lạ gì tính vợ chồng chú ấy, con phải hỏi làm gì? Mẹ chọn sang nhà chú ấy thì chắc cũng phải tốt chứ. Anh cứ nói như thế. Em không tin hỏi mẹ mà xem. Nếu mà vợ chồng chú ấy tốt ấy, thì mẹ về đây làm gì? Thôi, hôm nay mẹ sang đây để xin ý kiến hai đứa là cho mẹ ở luôn đây được không? Vì mẹ ở bên nhà chú Bắc, chú cứ đùn thằng Bi cho mẹ trông cả ngày lẫn đêm. Hai vợ chồng đi chơi thâu đêm suốt sáng không về. Mẹ thấy ân hận rồi. Mẹ suy nghĩ cho kỹ. Sang đây thì không có cháu đích tôn đích nhựa cho mẹ bế bồng đâu. Này anh, mẹ ơi, mẹ muốn thì mẹ cứ về với bọn con ạ. Phòng của mẹ con dọn sạch sẽ lắm nên là không bẩn đâu. Với cả nay có cô giúp việc rồi, mẹ không phải làm gì hết. Ôi thôi thôi con ơi, mẹ làm được mà, mẹ làm tất. Con cho cô giúp việc nghỉ đi, chứ con thuê làm gì tốn kém ra. Nay con đi làm rồi, mấy cái chuyện đấy con lo được hết. Mẹ cứ về đây ở với bọn con trong ngôi nhà vui cửa mẹ nhá. Con không giận mẹ à? Con giận mẹ sao được ạ? Cháu nó quấy nó khóc thì mẹ cũng phải mệt chứ. Bây giờ cháu lớn hơn rồi, thôi mẹ cứ về đây với con nhá, không sao đâu ạ. Nhưng mà còn thằng Minh. Anh ấy nói thế thôi, chứ cũng mong mẹ về lắm. Biết tính nhà chú Bắc rồi nên là cũng không muốn mẹ ở bên đấy lâu đâu. Mẹ cảm ơn các con nhá. Thôi, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai khỏe lại con đưa cho bên đấy lấy đồ. Con dâu, mẹ xin lỗi con vì đã nỡ đối xử với con như thế. Chuyện qua rồi mà mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa nhá. Con mời bà uống nước. Ôi, bà cảm ơn con. Ôi bà xem nào, ôi dồi ôi, hả ăn của bà lớn quá. Răng cũng mọc dài rồi này, tóc cũng dài như thiếu nữ ấy.
Em bé bà xem nào, đưa bà yêu nào. Đây ạ. Ôi dồi ôi. Mẹ, dạo gần đây con có sử dụng sản phẩm này tốt lắm mẹ ạ. Không những đẹp dáng, đẹp da, chắc khỏe xương lại còn giảm rụng tóc nữa. Phù hợp với phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Và đặc biệt là hoàn toàn làm từ cá biển sâu nên là mẹ cứ yên tâm mà sử dụng nhá. Ừ, thảo nào mẹ thấy dạo này con xinh hẳn lên nhá. Ơ, cái vết nám này này, không thấy nữa. Mẹ cứ nghĩ là có thể là do con chăm con nhỏ, với lại do mẹ khắt khe với con quá nên con bị thế. Hóa ra con đẹp lên là nhờ cái này à? Mẹ cứ nói thế, thời gian đấy con bận bịu quá nên là bỏ bê bản thân. May mà có bé An với cả chồng con giúp con đấy mẹ. Thế à? Ừ, thì mẹ cảm ơn con nhá. À, lần nữa bác giúp việc đến thì mẹ cứ đưa cháu cho bác giúp việc nhá. Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi làm luôn mẹ. Ừ, đi đi, không có muộn. Đi cẩn thận con nha. Vâng, đây, để đây cho mẹ nhá. Ừ. Con đi đây ạ. Con bé này đẹp người đẹp nết. Đúng là phúc đức cho cái thân già này.